Chào nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ. Mình đã kẹt ở Bình Phước. Hôm bữa có đi cái đoàn tháp tùng là về quê hồi hương, về Thái Nguyên. Mục đích của mình là sẽ lên nhà của anh là nhậu chơi thôi. Nhưng mà về là coi như là bị kẹt xe. Nếu mà nói lên Play hoặc là lên Công Tâm là bị kẹt xe thôi. Mà hơn nữa là đi trong cái đoàn là nhà nước là hỗ trợ để mà đi, nhưng mà mình bị rớt lại mình cách ly là đúng ngày rồi. Và hôm nay mình sẽ ghé nhà anh. Giấy tờ bây giờ mình còn đang để trong cái ba lô của ông bạn, nó sau nó sẽ ghé vô. Thôi bây giờ có gì là anh em mình chúc mừng nhau, và tôi sẽ gửi cho anh cái bài thơ Thu Phố Núi. Thu Phố Núi mà tôi đã đọc lâu rồi mà chưa có cảm tác được. Qua cái quá trình mà đi hồi hương thì nói chung là tôi cũng cố gắng làm sao mà để thuộc bài để hát cho anh nghe, và hôm nay tôi sẽ hát cho anh nghe và hát gửi tặng cho các anh em bạn bè trên Facebook và YouTube. Một ngày mới bình an và hạnh phúc. Bây giờ nghe mình hát nha. Chiều phố núi bao thu, chân mây gần sóng, lời ru trao tình. Sông Yên về phía bình minh, trên trao con lặng lung linh sắc vàng. Lá thu rơi tiếng khẽ ca vào phố núi, nghe nhàng gió lay lăng lăn từng hàn mưa gầy. Điểm trong mắt đi than ngày bên nhau, muôn màng xót mấy cành lao vỡ phơ màu bạc trắng phao rừng già. Mùa thu gần mùa thu xa, nghe thu thiên vọng lòng ta tự trao. Thu về phố núi xôn xao, man man âm vị ngọt ngào hương quê. Thu về phố núi xôn xao, man man âm vị ngọt ngào hương quê. Chiều phố núi vào thu, chân mây gần sóng, lời ru trao tình. Sông Yên về phía bình minh, trên trao con lặng lung linh sắc vàng. Lá thu rơi tiếng khẽ khàng, cưới vào phố núi, nhẹ nhàng gió lay lân lân từng hàng mưa gầy. Điểm trong măng đi thoáng ngày bên nhau, muôn màng son mấy cành lao phơ phơ màu bạc trắng phao rừng già. Mùa thu gần mùa thu sang, nghe thu thiên vọng lòng ta tự trao. Thu về phố núi xôn xao man man âm vị ngọt ngào hương quê. Thu về phố núi xôn xao mang mang âm vị ngọt ngào hương quê. Thu về phố núi xôn xao man man âm vị ngọt ngào hương quê. Phố núi xôn xao man man âm vị ngọt ngào hương